Sau mùng 1 tháng 12 âm lịch, xui xẻo kéo đến hai tuổi này, đại hạn, với nợ, cẩn thận bán ra tài sản. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà thường nói phúc bất trùng lai, họ vô đơn chí. Mỗi người đều phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi là cảm giác bị dồn nén tới đường cùng mà không tìm được lối thoát để vượt qua. Các thầy tử vi học phương Đông có chỉ ra rằng trong sau ngày 1 tháng 12 âm lịch sắp tới, có hai con giáp gặp phải đại hạn, tai nạn đổ ập xuống đầu, tiền bạc mất trắng, không cẩn thận phải bán nhà để trả nợ. Để biết hai con giáp xui xẻo này là hai con giáp nào, chuyện gì sẽ xảy ra với hai con giáp ấy, làm sao để xui xẻo tránh xa, tai nạn qua khỏi. Tất cả những điều này sẽ được kênh Phong thủy Gia Cát giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Xin chia buồn với người tuổi Thìn khi phải trải qua 3 tháng liên tiếp gặp phải vận đen đủi, vận hạn. Đây là khoảng thời gian đầy khó khăn với những người tuổi Thìn. Tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng cũng là thời điểm để bản mệnh gặt hái thành quả sau cả một năm cố gắng. Nhưng trên thực tế, bạn vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề bất chợt xảy đến. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Cục diện tương phá đem lại nhiều phiền phức cho người tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp. Vì thế, thời điểm cuối năm bận rộn như thế này, bạn cần hết sức tập trung vào nhiệm vụ mà mình đang làm. Nếu không, sẽ mắc sai sót, tạo cơ hội cho kẻ xấu bụng lợi dụng. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, bản mệnh chú ý, dĩ hòa, vi quý, không nên chủ động tranh cãi, mâu thuẫn với người khác, khiến công việc càng trở nên rắc rối, phức tạp. Nếu có tranh chấp xảy ra, bạn cần bình tĩnh suy xét xem mình là người đúng hay sai để có cách cư xử cho đúng mực. Ngoài ra, trong thời điểm này, để đề phòng kẻ tiểu nhân phá hoại, bạn cần cảnh giác đối với những người đột nhiên thân thiết khi tiếp xúc với mình. Đồng thời, không nên hành xử nông nổi sẽ gây mất lòng với người khác. Nếu hạn chế va chạm với tiểu nhân thì công việc của bạn sẽ trở nên suôn sẻ. Nguyên lệnh lâm suy cho thấy sẽ có một vài người rơi vào tình cảnh công việc bấp bênh, thiếu vững chắc. Thậm chí người trẻ tuổi còn có thể làm mất phương hướng, đánh mất sự tự tin của mình. Bạn cần thời gian để nhìn lại những chuyện đã qua và rút ra kinh nghiệm cho mình. Chớ nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác, cũng như không cần để ý đến lời người khác bàn ra, tán vào. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá bi quan vào hoàn cảnh hiện tại. Việc bạn cần làm bây giờ là tập trung, cố gắng hết sức mỗi khi bắt tay vào công việc. Thiên đức là cát tinh sẽ đem lại ít nhiều may mắn cho bạn. Nếu bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn vẫn hoàn toàn có cơ hội được cấp trên tán thưởng, thậm chí tạo cơ hội để được thăng quan, tiến chức, gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức. Để đầu óc được minh mẫn và sáng suốt thì tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho bản mệnh. Thứ hai, về mặt tài lộc. Theo tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Thìn cho thấy, dưới sự ảnh hưởng của tương phá, tình hình tài chính của người tuổi Thìn không được tích cực trong khoảng thời gian này. Trước khi nghĩ đến việc làm giàu, bạn cần tính đến việc giữ chặt số tiền mà mình đang sở hữu, chớ đưa ra những quyết định vội vàng gây hao tài, tốn của, hối tiếc về sau.
Trong quá trình hợp tác với người khác, bạn cần xác định rõ đối tượng hợp tác với mình là ai, có xứng đáng để tin tưởng hay không. Nếu không có lòng đề phòng người khác, bạn rất dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, khiến công việc liên tiếp gặp trục trặc, thậm chí là đầu tư sai lầm, tổn thất về tài chính. Nguyên lệnh Lâm Suy còn cho thấy người trẻ tuổi không nên quá sốt sắng trong việc làm giàu. Muốn phát triển thì bạn nên đi theo hướng chậm mà chắc, chớ nên làm giàu một cách nhanh chóng, dễ dàng mất phương hướng ban đầu của mình, thậm chí còn vướng vào các rắc rối pháp luật. Ngoài ra, thời điểm cuối năm, một số người phải dành tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa mộ phần. Cần chú ý chi tiêu cho hợp lý, không nên xa hoa, lãng phí vào những vấn đề không thực sự cần thiết. Hãy quan tâm đến tính thực tế của công việc, chứ không phải là những thứ phù phiếm bên ngoài. Tháng này, bạn cũng cần phải làm ăn trung thực, dựa trên sức của mình, chớ nên dở âm mưu, thủ đoạn gian trá, xảo hoạt để lừa gạt người khác, nếu không sẽ nhận hậu quả thích đáng. Trong quá trình lập kế hoạch, cũng nên căn cứ vào thực tế, không nên ảo tưởng viển vông, tự gây áp lực cho chính mình. Để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vầng tam giáp khai vận, Thân, Tí, Thìn. Năng lực ở tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn hóa giải thị phi, xua đuổi những hung tinh và vận hạn, từ đó đem lại may mắn, tài lộc và chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn và kinh doanh trong những ngày sắp tới. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Thìn không thực sự tích cực trong khoảng thời gian này. Do chịu tác động của cục diện nguyên lệnh Lâm Suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy sa sút, mệt mỏi, tinh thần bất định hay lo lắng, khiến cơ thể cũng trở nên thiếu sức sống, không muốn vận động. Thời điểm cuối năm là thời điểm bận rộn, bạn không nên làm việc quá sức của mình. Cho dù kết quả đạt được có không như ý thì bạn cũng không nên suy nghĩ. Bạn cũng nên suy nghĩ thoáng, không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu bản thân, tự oán trách chính mình. Khi tâm trạng xuống dốc, bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng hoặc tham gia vào các hoạt động tập thể, thể dục thể thao để chuyển hướng suy nghĩ, không nên sống một mình trong thế giới riêng. Nếu cơ thể cảm thấy mệt mỏi kéo dài thì nên sắp xếp thời gian đi khám, không nên cố gắng chịu đựng kẻo dẫn đến hậu quả khôn lường. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Thìn nên mang theo bên mình vầng tam giáp khai vận. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, vận hạn và mang lại bình an, sức khỏe. Quý vị thân mến, tử vi tháng 12 còn cho thấy so với tuổi Thìn thì tuổi Ngọ cũng chẳng khá khẩm hơn. Tuổi Ngọ cũng là con giáp gặp liên tiếp khó khăn, cục diện tương hại khiến bạn gặp rất nhiều biến cố. Bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả, nhiều việc đổ dồn lên đầu khiến bạn luôn cảm thấy khó khăn. Do đó, dù thế nào, bạn cũng chớ nên nản chí, bởi chỉ cần cố gắng, bạn chắc chắn sẽ vượt qua được. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Do trong tháng có sự xuất hiện của cục diện tương hại, sự nghiệp của người tuổi Ngọ vì thế sẽ xảy ra những biến cố bất ngờ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có những tư tưởng bi quan, tiêu cực, bởi chính những tư tưởng ấy mới là điều khiến bạn gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác. Thời điểm này, bạn cần phải thật bình tĩnh khi giải quyết công việc, đặc biệt những công việc càng khó khăn thì lại càng cần phải có sự kiên nhẫn. Chỉ có sự kiên nhẫn mới giúp bạn phát hiện và tránh được những lỗi sai. Khi người khác có ý kiến phê bình, góp ý, bản mệnh nên bình tĩnh lắng nghe, thấy hợp lý thì cần phải tiếp thu, không nên nóng nảy, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng và tìm cách phản bác người khác, bởi làm vậy thì bạn khó có thể tiến bộ. Nguyên lệnh Long Quan cho thấy bản mệnh là người độc thân, tự chủ, không thích phụ thuộc vào người khác. Song như vậy, không có nghĩa là bạn nên tách mình ra khỏi tập thể, tự cô lập bản thân. Bạn vẫn cần phải phát triển năng lực làm việc nhóm, bởi có những công việc cần phải phát huy sức mạnh tập thể thì mới có thể thành công. Hơn nữa, dù công việc có xảy ra nhiều vướng mắc trong tháng 12 này, dù bạn có thể cảm thấy mình phải giải quyết công việc ngập đầu, ngập cổ thì cũng chớ nên có thái độ bi quan. Bởi bên cạnh những sao xấu tác động đến vận trình thì vẫn còn những sao tốt ở bên phù trợ. May mắn trong tháng có tử vi và giải thần cát tinh sẽ nâng bước chân bạn, thậm chí dẫn đường chỉ lối để quý nhân xuất hiện cùng bạn khắc phục khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong công việc,
từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy thiêng liêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc, tình hình tài chính trong tháng 12 âm lịch có nhiều biến động, có thăng có trầm. Bạn cần phải tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác, giúp giảm thiểu tổn thất và tăng mức lợi nhuận cho bản thân. Cuối năm có nhiều cơ hội để làm ăn, nhưng tốt nhất bạn không nên quá vội vàng, nôn nóng. Hãy xác định rõ giới hạn năng lực của mình, đừng chạy theo những điều viển vông hoặc quá mức. Bạn sẽ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là ngã đau. Trong thời điểm này, do tác động của tương hại, bản mệnh cũng không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê của người khác. Đó có thể là kẻ xấu, cố tình đưa ra những định hướng sai lầm, khiến bạn phải chịu không ít thiệt thòi về tài sản. Người làm đầu tư, kinh doanh cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình, không nên bốc đồng hoặc tham lam mà vội đưa ra lựa chọn. Ngoài ra, người lãnh lâm quan khuyên bạn nên dành thời gian để lắng nghe góp ý của người khác, dù là người có chức cao cũng chẳng nên kiêu ngạo, độc đoán quá mức. Nếu cứ thích làm theo ý mình, coi thường ý kiến của người ngoài thì bạn sẽ phải nhanh chóng nếm trải thất bại. Giải thần còn cho thấy nếu bạn có cách cư xử khéo léo với mọi người xung quanh, chăm chỉ giúp đỡ người khác, làm từ thiện, thì bạn sẽ xây dựng được cho mình những mối quan hệ xã giao lý tưởng. Để kích hoạt tài lộc, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí có công dụng cải mệnh, hóa giải thị phi, xua đuổi hung tinh và vận hạn xung quanh của tuổi ngọ trong tháng này. Ngoài ra, khi mang theo pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, đầu tư một cách thuận lợi và hanh thông. Và đặc biệt, mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!